Và bây giờ là phần thi của vận động viên LINDSWELL, Indonesia. Nhạc nền với bài biểu diễn thất quyền của nữ do phần trình diễn của LINDSWELL là khá hùng tráng. Nếu các nội dung thi đấu thao lưu của buổi diễn diễn ra vào buổi sáng, ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai sẽ kết thúc và tất cả các bộ chương sẽ được treo, thì tất cả các nội dung và quyền anh của nam chúng ta cũng có một đại diện, đó là vận viên Cao Văn Trường, hạng cân 75 kg. Quyền anh của chúng ta đã có đến 4 đại diện vào chơi trận đấu chung kết, đặc biệt là có Việt Nam. Thành tích ở hai kỳ SEA Games gần đây của quê hương nước ta chỉ dừng bước ở tấm huy chương bạc, và như may mắn thì trong trận đấu chung kết Cao Văn Trường gặp võ sĩ người Malaysia thì có khả năng đăng quang và mang về một tấm huy chương vàng đầu tiên cho quần anh nam của chúng ta trên đấu trường khu vực. Bài biểu diễn của vận viên LINDSWELL Indonesia đã kết thúc. Ở trung thi nam Việt Nam thì vận viên tại SEA Games 25 thì các quốc gia đó là Malaysia, Indonesia đã cho thấy họ có sự tiến bộ rõ rệt ở các nội dung thao lưu biểu diễn.